Opera là khu căn hộ mà chị thấy đang là đầu tư sinh lời tốt nhất ở Thủ Thiêm á, và rất dễ bán. Từng rồi là giao dịch trong từng rồi nha, ý là những người bạn mà bán ở đây chị biết hết, 4 căn 2 phòng ngủ là chị biết những bạn đó thôi, còn có thể những bạn khác nữa giao dịch nữa, là giao dịch ở đây rất là tốt, mặc dù thị trường đang kiểu không phải là sốt hay như này kia á. Thì bây giờ dao động khoảng từ 13 cho tới 15 tỷ tiền cho chủ nhà bán, với lại giá thuê thì nó từ 35 cho tới 40. Cái này phải treo đúng không? Phải bên tay hệ tư đi bác đi bác thì okay. Này cái khu vực này á, khu vực này khu vực vi tổng ở đây có ổ khóa này làm gì đó? Đâu? Ổ điện này, ổ điện để gắn wifi. Ở đây khu vực wifi hả? Lẽ trên này cho nó gọn nè. Tại vì chị thấy hôm bữa anh kia lắp wifi cho nhà chị là lắp chỗ đó, để trong đó. Đây là cái khu vực bếp. Thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình là cái mặt đá này. Rồi tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Ở đây có thêm cái máy rửa chén nữa. Khu vực này là lò nướng, lò vi sóng, bếp điện từ, máy hút mùi. Đây là cái gì chị? Đây tủ lạnh hả? Nó fit luôn hay ha. Này luôn. Đây là cái khu vực phòng khách. Thì nguyên toàn bộ cái căn hộ này á, phòng khách, phòng bếp, chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình á, là sàn gạch nha, sàn gạch bóng kính. Ở đây máy lạnh trung tâm này, âm trần, tường trần có thể trần thạch cao. Cái rèm này á, là chủ nhà họ là làm sẵn cho mình nha.
Đây là cái khu vực ban công của cái căn hộ này. Thì ở đây á là chủ đầu tư họ có lắp sẵn cho mình một cái ổ điện đây này. Ở đây có bộ phận chống nước, ở đây có vòi xịt để ví dụ như là mình tưới cây ở cái khu vực này. Và cái ban công này á là không phải thiết kế theo dạng vuông vức mà có hình xéo nha cả nhà, và rất là rộng. Đây là cái video call. Video call này á là dùng để mở cửa thang máy này, mở gọi thang máy, gọi xuống sảnh lễ tân và bảo vệ nhé. Đây là phòng ngủ nhỏ ở bên trong căn hộ. Ở trong cái phòng ngủ nhỏ thì có tủ kính nữa nè. Ở đây có đèn led. Ở trên này cũng có ha. Có mối ở dưới thôi. Trong phòng ngủ thì sẽ được chủ đầu tư lát sẵn sàn gỗ cho mình luôn nha cả nhà. Ở trong này cũng có một cái máy lạnh âm trần nữa. Đây là cái nhà vệ sinh chung này. Thì trong này á, thì chủ đầu cái này có phải là nhà cái nhà vệ sinh thông minh không chị ha? Tủ kính, bồn tắm đứng. Đây là cái phòng ngủ master. Thì đối với phòng ngủ master á, thì ở trong này có một cái phòng tắm nữa nha cả nhà. Nè, đây á là cái máy giặt sấy hấp. Còn đây là một cái tủ quần áo. Nói chung á là khi mình thuê căn hộ này á là hầu hết những cái vật tư á là mình chỉ cần sắm thêm mấy cái giường, bàn ghế sofa này nọ, tivi, đồ điện tử, một số ít nữa thôi là mình ở rồi ha. Trong phòng tắm á thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình cái tủ kính này. Này, nhà vệ sinh thông minh. Và ở bên này á, thì có một cái bồn tắm đứng. Trong cái phòng ngủ master á, thì ở đây á, họ cũng có làm cái cửa kính cũng khá là lớn này. Đây là có cái hạn chế gì không vậy ha? Hạn chế ở đây thì chị thấy là vị trí là gọi là số 1 Thủ Thiêm rồi. Nhưng mà hạn chế mà khách hàng mà chị thấy gặp nhiều thì khách hàng không thích, nó hơi nhỏ, cái diện tích hai phòng ngủ nó hơi nhỏ so với ở Thủ Thiêm này. Là do cái nhu cầu của khách hàng ở đây là cần cái diện tích quá lớn thôi đúng không? Hai phòng ngủ và 70 là chị thấy nhiều khách hàng nói là nhỏ đó. Ở đây á, như căn này á, là em thấy còn bị ồn đúng không? View này thì mở cửa sẽ bị ồn đó. Nó sát mặt đường luôn nè. Nếu mà muốn không ồn thì phải là lấy view nội khu. View nội khu sẽ yên tĩnh hơn. View nội khu với view này á, thì view nào mắc hơn nhỉ? Lúc mà bán á, thì cái giá mà chủ đầu tư set up á, nghĩa là nó cũng không mắc hơn nhiều. Nhưng mà càng lên cao thì nó sẽ càng mắc. Tức là mấy tầng thấp á thì không có chênh lệch gì nhiều lắm. Đúng rồi, nhưng mà lên cao thì giá nó sẽ tăng nhiều á. Nhưng mà view nội khu của bên này nè, nó không
có phải là nhìn bí giống như bên, ví dụ như bên kia hai tòa nhìn nhau đúng không? Ừ. Mà bên này sẽ sai hình chữ V. Ừ. Thì sẽ nhìn ra xong được hết luôn. Có nghĩa là tất cả các căn ở đây đều được nhìn ra xong. Nhưng mà tính ra ở đây cách âm ổn hơn. Nếu mà không mở cửa ban công ra thì sẽ không bị ồn. Đúng rồi, không. Ừ. Cách âm tốt á. Ờ, chỉ có mỗi cái điều em thấy nhược điểm đó là kiểu như siêu thị chưa vào. Mà thực ra do cái vấn đề bên này á là do giá shop house xét cho thuê á cao. Đúng không? Không, tại vì bây giờ là mới bàn giao. Ừ. Nên là những cái siêu thị chưa có về, cà phê chưa về. Nhưng mà sau khi bàn giao ổn định giống như Galleria đợt đầu á, thì sau này ví dụ như Highland rồi mấy cái nhà hàng rồi này kia vẫn về set up đầy đủ. Ừ, nhưng mà siêu thị á, siêu thị đồ thực phẩm, ví dụ như King Food này, Winmart này, đúng không? Đúng cái rồi. Đó thì cái thai này thì giá hơi cao. Đúng, đúng rồi, không? Đúng rồi. Tại vì thuê shop house ở đây tầm khoảng cũng 5.000. Ừ. Điều em thấy thích ở đây á là vị trí rất là tiện, gần cái Thisomon ở Sala nữa chị ha. Ừ. Bàn giao cao cấp nè. Có gì đâu mà an ninh. An ninh. Tiện ích. Tiện ích. Có cái hồ bơi là đẹp nhất Thủ Thiêm nè. View đẹp nhất Thủ Thiêm. Lý thì ok mà. Ký hợp đồng mua bán hết rồi. Ờ, nhưng mà bên này chưa làm sổ đúng không chị? Bên Galleria là đang trong quá trình làm sổ. Nên là đã có một số căn đã nộp hồ sơ rồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn làm sổ thì giống như mấy chủ đầu tư khác thì có bán được không chị ha? Không, chỉ em chỉ có thể là bán hứa mua hứa bán thôi, ủy quyền thôi. Dạ. Đợi có sổ rồi sau này đi công chứng sau. Ừ. Vậy cái này là nhược điểm á. Ờ, nếu mà bán lại mà nộp hồ căn nào mà nộp hồ sơ rồi thì là khó bán. Ở đây á, thì có những cái ngân hàng nào mà hỗ trợ vay chị ha? Vietcom, Tiên Phong, ACB. Em thấy là cho thuê bên này khá ok à? Tại vì chủ đầu tư họ bàn giao hết sạch rồi. Đúng giờ rồi. Ví dụ như người vô ở đúng không? Ừ. Người ta chỉ cần bỏ thêm một chút đồ nội thất là người ta có thể ở ngay rồi. Chỉ cần bỏ thêm bàn ghế, sofa, rồi tivi, giường, rồi đầy đủ hết rồi đó. Ừ. Bên này cho thuê có nghĩa là rất là tốt. Chưa có bàn giao là khách hàng đã đặt cọc trước rồi. Nếu mà chủ nhà đó có nhu cầu cho thuê là giá từ 35 tới 38 là hầu như là đặt cọc, được đặt cọc trước hết rồi. Đợi nhận nhà là khách thuê sẽ vô luôn á, thì chủ nhà cũng không phải đợi cái thời gian để cho thuê. Nhưng mà vô đây là thấy thích rồi đúng không? Nữa là bị khách hàng vô hầu như khách hàng nào cũng thích luôn á. Khách hàng này cũng thích mà chưa có tiền để mua.